Và một ngày cực kỳ đẹp trời, cũng là cuối tuần, em lên sóng cho mọi người xem những cái dòng xe gầm cao máy thoáng mọi người nhé, những chiếc xe 7 chỗ. Điển hình những dòng xe 7 chỗ thì em đang có như là Toyota Fortuner này, Innova tự động này, Innova số sàn. Nói đến Innova thì nó có rất là nhiều mọi người ạ, từ 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, có cả phong cũ và phong mới mọi người nhé. Mọi người quan tâm về những dòng xe 7 chỗ này để chúng ta khởi nghiệp thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286 bà con nhé. Địa chỉ của em quen em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 gần ngã tư Quán Toan. Riêng những dòng xe Fortuner hoặc Innova thì em đang có những chiếc xe như là Ford Everest này, hoặc là Vivante, hoặc là Kia Carren. Tầm tiền rẻ nhất với dòng xe 7 chỗ này thì có con xe rẻ nhất là 100 triệu mọi người nhé, là chúng ta có thể sở hữu ngay những chiếc xe 7 chỗ này, cực kỳ thoáng đãng luôn. Bây giờ thì em sẽ đi quay lần lượt chi tiết từng con một. Như chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2015, tự động 2.7 mọi người nhé, màu đen, tên tư nhân biển Hải Phòng. Cái chiếc xe Fortuner này thì nó có trang bị ghế điện này mọi người ơi, điều hòa auto này, màn hình Android cổ số thì đây, đấy, rất đẹp. Vô lăng 4 chấu này, trần nỉ bọc ni lông mọi người nhé. Chiếc xe Fortuner 2015 này với tầm tiền cũng gần 500 rồi, đấy, trả góp ngân hàng được luôn bà con ạ. Khu vực Hải Phòng hơn một số tỉnh lân cận khác bây giờ là kinh tế cũng hơi khó khăn nên là khả năng trả góp thì sẽ không hơi thấp mọi người nhé. Đấy, thì với chiếc xe Fortuner này giá hiện tại là 479 triệu đồng mọi người ơi, bao gồm những chi phí rút hồ sơ, đấy, hỗ trợ vận chuyển cho mọi người trên toàn quốc mọi người nhé. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Innova, con này mới về cửa hàng bên em, mang biển kiểm soát Hà Nội mọi người nhé, màu vàng cát. Con này thì được sản xuất là năm 2014 bản 2.0 mọi người nhé. Đấy, giá hiện tại con này thì chỉ có 312 triệu đồng thôi mọi người ạ, 312 triệu. Vô lăng của chiếc xe phải nói là còn rất là đẹp đây. Con này mới về thôi mọi người, màu vàng cát. Trần thì được trang bị trần 3D này. Ghế của nó đây, đấy, ghế màu đen. Táp ly của nó thì cũng còn rất là đẹp đấy ạ. Mới về mọi người nhé, đấy, mới vừa về luôn. Ba vùng điều hòa độc lập mọi người ạ. Đây, hai dàn này trên này, một dàn này trước này. Đấy, được trang bị ba vùng điều hòa. Dàn lốp cũng còn khá là dày mọi người nhé. Đấy, dàn lốp rất là dày luôn. Màu vàng cát biển Hà Nội 30A241-39. Chỉ có 312 triệu đồng thôi mọi người ơi, cho chiếc xe Innova 2014 mọi người nhé, 2014 á. Tiếp tục đây là một chiếc xe mang biển kiểm soát 30A13367. Con này thì nó cũng vừa mới về cửa hàng bên em ạ. Đây là một chiếc xe Toyota Innova tự động mọi người nhé. Đấy, Innova tự động. Và tầm tiền con này thì cũng chắc là cũng rất là rẻ hơn mọi người ạ. Rất rẻ thôi. Đầu đài nguyên bản này, vô lăng đây, rất đẹp. Trần của nó thì là trần nỉ bọc ni lông. Ghế hiệp còn mất là mới này. Đây ạ, nhãn hiệu nhà máy sản xuất cho mọi người nha, 2014. Với dòng xe này mọi người yên tâm là xe sẽ không chạy qua dịch vụ vì tự động 2.0 cơ mà. Đấy, keo chỉ của nó này. 2014 thì nó vẫn là thích hợp xi nhan bảo vệ bên sườn. Đến 2015 thì nó mới lên hệ thống xi nhan trên gương thôi. Đấy, thì với chiếc xe Innova này, đấy, giá thì cũng chắc loanh quanh tầm khoảng hơn 3 đồng thôi mọi người ạ, 2014 mọi người nhé. Tiếp tục bên cạnh là một chiếc xe Toyota Innova nữa, bản E 2015. Con này thì xe thì có dịch vụ mọi người và được ra tên tư nhân rồi. 2015 đã được lên hệ thống xi nhan trên gương rồi mọi người ạ. Con này trước đây thì nó có dịch vụ màu bạc chuyển sang màu vàng cát, ghế cũng còn rất là mới, màn hình to phạc này, rồi trần nỉ này. Kính thì được dán chắn nắng đây mọi người ạ. Đấy, táp ly táp lô cũng còn là đẹp, keo chỉ của nó đây. Đấy thì với chiếc xe Innova 2015, đấy, bản E
Với một chiếc xe dịch vụ ra này thì em đang bán là 298 triệu đồng thôi mọi người nhé. Đấy, ghế kia cũng còn rất là mới này, 298 thôi, khá là ok cho bà con. Đấy, dàn lốp cũng còn ok, màu vàng cát, có đuôi cá này, cảm biến đằng sau này, cam lùi đầy đủ. Với động cơ 2.0 thì mức tiêu hao nguyên liệu của những dòng xe này thì nó chỉ tầm khoảng 90 lít thôi trên 100 cây. Tiếp tục là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu Ford Everest được sản xuất năm 2008, động cơ 2.5 tự động mọi người nhé. Máy dầu, đấy, bà con mình mua về để đi công trình, công việc, đồi núi thì khá là ok. Đấy, ghế của nó này mọi người ạ. Này vẫn là nỉ nguyên bản của nó mọi người nhé, nỉ nguyên bản này. Đăng kiểm tháng 5 2024. Đấy, cổ số này, màn hình này, đấy. Vô lăng 4 chấu đây. Gầm cao máy thoáng cho bà con cô bác đây ạ. Xi nhan thích hợp này, đấy. Đấy thì với chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008 này, cửa hàng em đang bán với giá là 245 triệu đồng thôi mọi người nhé. 7 chỗ gầm cao cực kỳ thoáng đãng luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Innova mang biển kiểm soát Thái Bình 17A23477. Đấy, con này thì sản xuất năm 2015 mọi người nhé. Cái tầm tiền con này cũng cực kỳ ok luôn. 285 triệu thôi mọi người ạ. Đây mọi người xem bên trong của nó này. Đấy. Màn hình này, cam hành trình này, trần mọi người nhé. Con này thì nó cũng là bản taxi ra được mọi người ạ. Quan trọng là xe cũng còn đẹp. Đấy, chứ còn Innova thì cũng thường thường là cũng những dòng xe taxi ra là đa số là nhiều. Đấy. 7 chỗ là Innova, còn 5 chỗ của Toyota thì nó thường thường là Vios. Đây là những chiếc xe mà dịch vụ đấy mọi người nhé. Thường thường là như vậy ạ. Đấy thì chỉ có 285 triệu đồng thôi cho chiếc xe Innova 2015 mọi người nhé. Biển Thái Bình. Đấy, biển Thái Bình quê lúa màu vàng cát. Tiếp tục đây là một chiếc xe mang biển Nam Định 18A14066 bản G208 mọi người nhé. Con này thì nó có dịch vụ rồi nhưng mà quan trọng là được ra tên tư nhân mọi người nhé. Bản G bản đủ thì nó sẽ có hệ thống túi khí này, đấy, rồi là phanh đĩa này, ABS này, ba vùng điều hòa nguyên bản, cam hành trình, cam lùi. Thì với chiếc xe dịch vụ này là 230 228 triệu đồng thôi mọi người nhé. Đây là những chiếc xe dịch vụ. Bên cạnh đây thì em có một con xe gia đình cũng là 2010 luôn, xe gia đình mọi người nhé. Rút hồ sơ rồi. Đấy. Đấy thì với chiếc xe này em đang bán là 239 triệu đồng mọi người nhé. Dịch vụ và gia đình nó sẽ chênh nhau tầm 10 triệu. Ghế kia cũng còn rất là mới này. Đấy. Rồi màn hình cam hành trình đây. Trần 3D rồi mọi người ạ. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng. Đấy, gia đình thì mọi người nghe cái tiếng cửa giả đóng này, nó cũng khác hẳn với những chiếc xe dịch vụ ra mọi người ạ. Đây, đấy. Giá là 238 triệu thôi. So với con dịch vụ thì chênh lệch nhau tầm 10 triệu. Cùng đời, dịch vụ hay không dịch vụ, đấy thì nó cũng chỉ chênh nhau một chút thôi mọi người nhé. Con này rút hồ sơ rồi, mọi người chỉ việc sang tên thôi. Chủ xe người ta yêu cầu là rút hồ sơ để người ta lấy biển về người ta lắp vào xe mới đấy, nên là bắt buộc em phải trả biển lại, rút hồ sơ rồi. Và chiếc xe 7 chỗ với tầm tiền chỉ có 100 triệu Vivante mọi người nhé, số sàn 208 biển 88 Vĩnh Phúc. Chỉ có 100 triệu thôi mọi người nhé. Đây, cũng rất là rộng luôn, 7 chỗ, 100 triệu thôi mọi người ơi, Vivante, thương hiệu Mỹ. Xe được mang sơ si màu bạc mọi người nhé, đăng kiểm tháng 5 2024 ạ. Vâng, với chiếc xe Innova, biển kiểm soát 15A14248, Innova 2014 bản E, một chiếc xe không dịch vụ, không taxi mọi người nhé, không khoan đục luôn, dàn lốp này, rất là mới luôn, 24 xi nhan thích hợp, có rẽ bên sườn, đăng kiểm tháng 2 2024. Đấy thì với giá của chiếc xe Innova này, 339 triệu cho một mẫu xe gia đình, ghế này,
Đấy. Rồi cổ số, rồi màn hình đây. Chân nỉ bọc ni lông mọi người nhá. Táp đi này, nỉ này, đấy. Keo chỉ zin cả luôn, máy zin mọi người nhá. Cam kết cho mọi người là máy zin. Innova thì cực kỳ là thông dụng rồi. Tư nhân, đấy, con này là tên tư nhân mọi người nhá, mang biển kiểm soát Hải Phòng. 339 triệu cho một chiếc xe bản E24 và được sử dụng vào không dịch vụ taxi. Tiếp tục đây là một chiếc xe mang biển kiểm soát 15A49460 Innova bản G209 mọi người nhé. Con này thì có dịch vụ này. Đấy. Với dàn Innova này thì đa số là dòng xe dịch vụ ra mọi người ạ. Có gia đình nhưng mà ít thôi. Ghế nỉ nguyên bản này. Bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn giữ được cái bộ ghế nỉ nguyên bản. Đấy, hai túi khí mọi người, bên lái bên phụ. Rồi là chân nỉ đây. Đấy, giá của con này em đang bán chỉ có 215 triệu thôi mọi người nhá. 215 triệu. Innova bản G209. Độ đèn bi được mọi người. Đấy, độ đèn bi. Vâng, một chiếc xe Nova 2016 bản form này form mới mọi người nhé. Cuối 2016 nó sẽ là cái form này, đầu 2016 nó vẫn là form cũ và giá cửa hàng em đây 450. Hệ thống xi nhan chính gương, biển 60 Đồng Nai, em rút hồ sơ rồi. Tại vì là những cái dòng xe đời cao này chắc chắn là mọi người sẽ vào tên chính chủ, tên mình, nên là em rút hồ sơ sẵn rồi mọi người ạ. Ghế nỉ nguyên bản này, màn hình Android xịn sò luôn, chân 3D. Đấy. 450 mọi người nhé, 2016 bản E. Cửa đằng sau thì chốt rồi, màu lông chuột mọi người nhé, màu xám lông chuột, tên tư nhân. Đây, mọi người có thể xem form cũ và form mới nó sẽ khác biệt nhau khá là nhiều mọi người ạ. Từ hệ thống phần đèn này, mặt ca răng này, cũng là về phần đít đằng sau. Đấy. Vâng, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật. Đấy, Mitsubishi Inpiri mọi người nhé. Con này thì với tầm tiền chỉ có hơn 100 thôi mọi người ạ. Đấy, hơn 100 thôi mọi người nhé. Số tự động mọi người ạ. Sản xuất năm 2010. Đấy, 2010 mọi người nhé. Máy của nó là 2.4 tự động. 7 chỗ rộng rãi. Màu là màu xanh mọi người nhé, màu xanh gọi là màu xám đá đấy, đấy màu xám đá 7 chỗ. Mọi người nhìn có thể hệ thống đèn của nó kìa, đấy cái dòng này thực sự là em cũng lâu lắm rồi cái dòng xe Mitsubishi này thì mới về cửa hàng bên em. Tiếp tục đây là một chiếc xe 7 chỗ Karen 2016 mọi người nhé, động cơ 2.0, một chiếc xe gia đình sử dụng. Con này rút hồ sơ rồi mọi người ạ. Nếu mọi người theo dõi kênh của em thì mọi người biết là em đã về rất là lâu rồi. Giá trước là 320, thế nhưng bây giờ em đang bán với giá thì chỉ có 258 triệu đồng thôi mọi người nhá. Kia Karen đấy, 2016 mọi người nhá. Hai vùng điều hòa thôi, Karen thì chỉ có hai vùng. Một dàn trước và một dàn nghe hộc phụ đây. Đây là nhiều người họ cũng ít lựa chọn dòng xe Karen ạ. Vì sao nhỉ? Form nó không được rộng như Innova, nên là cái độ thoáng thì nó cũng không như dòng xe Innova được. Đấy. Và cuối cùng đây là một chiếc xe Innova bản E2015, một mẫu xe gia đình sử dụng không dịch vụ, không taxi mọi người nhé. Cam kết cho mọi người là không lỗi. 365 triệu rồi mọi người. Ba vùng điều hòa độc lập này. Đấy. Rồi là ghế hiệp thì cũng còn khá là mới mọi người nhé. Đây, đấy. Vô lăng cũng còn rất đẹp này, hai túi khí màn hình có rồi. Đây nhãn hiệu nhà máy sản xuất đây, 2015. Máy zin, xi nhan trên gương, dàn lốp cũng rất là dày của Michelin này. Đấy. Vâng thì với chiếc xe này hiện tại cửa hàng em đang bán là 365 triệu bản E215 xe gia đình mọi người nhé. Vâng, dàn xe 7 chỗ gầm cao, đấy, cực kỳ thoáng đãng cho bà con cô bác. Innova, Karen hoặc là Mitsubishi, Vivante, Forerest hoặc là Fortuner. Nếu mọi người quan tâm về những dòng xe 7 chỗ này thì hãy liên hệ cho em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285. Địa chỉ ở gần bên em thì nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 thôi, gần ngã tư Quán Toan nhé.
Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.